Như chúng ta đã biết, để chọn một sản phẩm tốt chưa chắc bạn đã có thể chăm sóc da tốt nhất. Bởi thực tế còn phải chú trọng đến yếu tố sản phẩm đó có phù hợp với làn da bạn đang sở hữu hay không. Chính vì vậy, mà để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng, bạn cần phải biết kem chống nắng Zersim, màu vàng, dành cho da gì, để từ đó xem thử sản phẩm có phù hợp với da của mình hay không nữa. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm kem chống nắng Zersim màu vàng, xem nó phù hợp cho da của bạn không nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng Zersim màu vàng với thành phần cực kỳ tốt với những ai có làn da mụn, đặc biệt là niacinamide, giúp cải thiện tình trạng mụn trứng cá, viêm da dị ứng và còn giúp chống lão hóa, bảo vệ làn da khỏe mạnh. Ngoài ra em ý cũng chứa glycerin, chiết xuất hoa cúc vạn thọ giúp chống oxy hóa, kháng viêm để vi khuẩn gây mụn không phát triển trên da. Chiết xuất cúc la mã giúp làm dịu và săn chắc da nữa nhé. Cùng với thành phần và công dụng trên, kem chống nắng Zersim màu vàng rất phù hợp cho các loại da như da dầu hay dầu mụn. Ngoài ra, dòng này còn có khả năng kháng nước rất hiệu quả. Dù da mồ hôi thì kem chống nắng cũng không trôi hay gây loang lổ đau nhé. Tuy nhiên với bạn nào có làn da khô, bong chóc thì có vẻ không hợp, bởi kem sẽ bám vào khu vực bị khô thành vệt hơi trắng nhìn thấy rõ. Do đó, bạn phải thêm bước dưỡng ẩm da thật kỹ, tiếp đến thoa lớp kem chống nắng Zersim vàng thì tán lên da sẽ thích mê ngay. Vì bên mình chuyên bán kem chống nắng Zersim màu vàng, nên có được mọi thông tin phản hồi từ nhiều khách hàng đã sử dụng. Bạn chỉ cần mua được đúng hàng chính hãng là yên tâm sử dụng nhé. Vì mua phải hàng giả thì hậu quả khó lường, có nhiều người dùng phải hàng giả khiến cho da bị tổn thương, rồi mãi mà vẫn không trở lại bình thường như trước được, thật sự buồn và tiếc nuối, chưa kể tốn quá nhiều tiền để chữa trị nữa nhé. Kem chống nắng Zersim hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Zersim hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.